Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Cuối cùng, xin cùng lắng nghe thánh ca cầu nguyện. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Kính chào anh chị em. Tin mừng hôm nay kết thúc với một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Trong tuyên bố này, Chúa Giêsu muốn nói điều gì? Trước hết, Chúa Giêsu đã khôn ngoan biết bao khi không để mình rơi vào cạm bẫy của nhóm Pha-ri-siêu và phe Hê-rô-đê đang có ý gài bẫy mình. Câu trả lời của người vô cùng sâu sắc, đã giải quyết nốt thắt vấn đề, nâng vấn đề lên một tầm mức hoàn vũ. Nó không còn là sự đối lập hoặc là Caesar hoặc là Thiên Chúa, mà là vừa Caesar vừa Thiên Chúa. Mỗi vị đều có chỗ theo phạm vi của mình. Khi Chúa Giêsu yêu cầu họ lấy ra trong túi một quan tiền có hình ảnh của Caesar, người buộc họ phải mặc nhiên thừa nhận rằng ngay cả họ cũng cần đến đồng tiền La Mã như là phương tiện để trao đổi, và vì thế họ phải làm gì đó như là đóng thuế để đóng góp cho hoàng đế Caesar. Thứ đến, khi nói của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, Đức Giêsu là người tiên phong trong việc phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Cho đến thời điểm đó, người ta không thể phân biệt tôn giáo và chính trị. Người Do Thái vốn đã quen với quan niệm rằng triều đại Thiên Chúa sẽ được thiết lập bởi đấng Messia như là một thứ thần quyền chính trị, nghĩa là như một chính phủ được hướng dẫn trực tiếp bởi Thiên Chúa cho toàn thể thế giới qua dân tộc của họ. Trong khi đó, Chúa Giêsu đến mặc khải triều đại Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này
nhưng không thuộc về thế giới này. Triều đại đó vô hình, siêu việt và khác biệt với mọi thể chế chính trị, và vì thế có thể cùng tồn tại trong bất cứ thể chế nào trên thế giới. Ở đây, thưa anh chị em, chúng ta thấy có hai chủ quyền khác nhau của Thiên Chúa. Chủ quyền thiêng liêng thiết lập nên triều đại Thiên Chúa được Chúa Giêsu trực tiếp thi hành, và chủ quyền trong lịch sử thuộc phạm vi chính trị mà Thiên Chúa thực thi cách gián tiếp khi trao phó cho những người đứng đầu muôn dân nước với vai trò lãnh đạo như là nguyên nhân đề nhị. Theo đó, Caesar và Thiên Chúa không còn được đặt trên cùng một bình diện, cùng một trật tự, bởi vì cả Caesar cũng phải lệ thuộc vào Thiên Chúa và phải trả lệ với người. Trong Cựu Ước, chúng ta gặp thấy lời khiển trách này đối với những quân vương hay các vua chúa, mà ngày nay nó vẫn còn giá trị đối với các chính trị gia. Sách Khôn Ngoan có đoạn viết: "Vậy hãy lắng nghe, hãy cố hiểu. Hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian, vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính, và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Cùng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính." Kính thưa anh chị em, như thế tuyên bố của Chúa Giêsu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta những nguyên tắc áp dụng. Áp dụng thứ nhất, đối với chính quyền dân sự: nếu chính quyền và luật dân sự không chống lại luật tự nhiên và luật Thiên Chúa, thì người Kitô hữu được mời gọi tôn trọng họ và tuân giữ luật đó một cách gương mẫu. Và người Kitô hữu được tự do để cống hiến xây dựng tổ quốc. Thánh Phaolô là người đầu tiên áp dụng giáo huấn này của Chúa Kitô khi Ngài viết trong thư Roma: "Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiền hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của Người xuống kẻ làm điều ác." Theo trật tự đó, chính quyền phải đảm bảo các quyền lợi cho công dân. Ngược lại, công dân có nghĩa vụ phải đóng góp phần mình vào công việc xây dựng tổ quốc và nhà nước. Trong đó, việc nộp thuế là bổn phận công bằng và là đòi buộc của lương tâm Kitô giáo. Về vấn đề này, sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 2409 quả quyết rằng: "Trốn thuế là một trọng tội tương đương với những tội trọng khác. Đó là một tội không chỉ liên quan đến nhà nước, mà còn liên quan đến mọi công dân." Ngoài ra, trong cuộc sống, có những vấn đề thuộc phạm vi dân sự, khoa học và chuyên môn. Tự thân nó có thẩm quyền và phạm vi khác biệt của nó, mà chúng ta phải tôn trọng và không được phép tôn giáo hóa hay thiêng liêng hóa chúng. Như thế là thực hành vế thứ nhất của lời Chúa Giêsu: của Caesar trả về Caesar. Kính thưa anh chị em, áp dụng thứ hai liên quan đến bổn phận đối với Thiên Chúa. Người Kitô hữu còn có bổn phận cao hơn là phải phụng sự Thiên Chúa và tuân giữ luật Người. Vì thế, chúng ta cũng có quyền không theo một nhà nước khi tự nó chống lại Thiên Chúa và thiết luật.
nếu luật dân sự chống lại luật Thiên Chúa và luật lương tâm, thì người Kitô hữu buộc phải trung thành với luật của Thiên Chúa và có quyền từ chối không tuân thủ luật dân sự. Chẳng hạn như luật hôn nhân đồng tính, luật phá thai, luật an tử, vân vân. Trong hoàn cảnh này, người Kitô hữu phải tuân giữ nguyên tắc mà các tông đồ xưa đã giữ là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Hơn nữa, có những sự thánh phải được dành riêng để tôn thờ Thiên Chúa, như phụng vụ thánh lễ, tòa giảng lời Chúa, sứ vụ tông đồ. Chúng ta không được phép chính trị hóa, thương mại hóa hay trần thục hóa chúng, như là cơ hội để kiếm tiền và đấu tranh chính trị. Đó là điều không được phép làm, vì như Chúa Giêsu dạy, của Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay ở trên thế giới, có nhiều người giáo dân Công giáo tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và là thành viên chính trị của nhiều thể chế. Dĩ nhiên, nền chính trị đó không đi ngược lại với đức tin. Như thế, theo một cách thức nào đó, họ làm men và muối cho đời. Với tư cách là Kitô hữu, khi tham gia các hoạt động xã hội trần thế và chính trị, người Kitô hữu đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, liên đới, đoàn kết và hòa bình thế giới bằng việc sống và giới thiệu các giá trị tin mừng cho đất nước và dân tộc mình. Quả là đẹp đẽ biết bao nếu có nhiều người giáo dân Công giáo tham gia vào việc điều hành trong các thể chế trên thế giới theo ý nghĩa trên. Con số đó hiện nay vẫn còn quá ít. Có lẽ chúng ta chưa cầu nguyện đủ cho họ. Thánh Phaolô khuyên các môn đệ của mình rằng: trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Chúng ta được mời gọi làm điều đó bởi vì người Kitô hữu không chỉ đóng góp xây dựng xã hội trần thế mà còn cầu nguyện cho những người cầm quyền nữa. Đó là điều mà Chúa Giêsu mong muốn khi nói rằng của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.